hướng của sơn mạch Hoàng Tiên, lẽ nào tung tích của Hạo Thiên Thế Gia bị lộ rồi? Huyết Khung, ta thực sự xem thường ngươi, buộc phải mượn truyền tống trận đuổi kịp Hạo Thiên Thế Gia trước Huyết Khung. Truyền tống trận ở cổ thành là thị huyết thần ảnh, nếu ngươi không muốn chết thì cách xa truyền tống trận ra. Thương Trấn, ngươi thiệt uy phong, ngươi là Diêm Tôn, hiếm khi ngươi còn nhớ ta. Ta chỉ nghe nói Diêm trưởng lão đang bế quan, sao lại rảnh rỗi tới thành Huyết Dương cõng con như này chứ? Ta đi đâu lẽ nào còn phải báo cáo ngươi? Diêm Tôn thiệt là bắt bẻ tiểu nhân, cho dù là Diêm Tôn hôm nay cũng không được sử dụng truyền tống trận này, mong Diêm Tôn lượng thứ. Trừ phi ngài có lệnh bài của thị quyết điện chủ. Thương Chấn, ngươi thực sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên dám cản đường của bản tôn. Đây là chức trách của bổn tọa. Nếu Diêm Tôn muốn thông qua truyền tống trận này, hãy xuất trình lệnh bài của bất kỳ ai như Phong Ảnh đại thống lĩnh, thị quyết điện chủ hoặc Huyết Khung điện chủ. Hừ, ta đương nhiên là hiểu quy định rồi. Đa tạ Diêm Tôn lượng. Ngài, đáng tiếc ba lệnh bài này ta đều không có, vậy thì chỉ có thể để ngươi xảy ra chuyện. Chỉ dựa vào các ngươi sao? Chuyện quét dọn chiến trường giao cho các ngươi, đừng để người của thị quyết điện phát giác ở đây từng xảy ra chuyện gì đó. Giao cho bọn ta đi, nếu bọn họ dám vào truyền tống trận này thì cho bọn họ có đi không về. Vào không lâu sau, Cú Điện, người của thần ảnh đâu? Không phải đã nói truyền tống trận của cổ thành được người của thần ảnh phong tỏa rồi sao? Cổ thành quá nhiều, thỉnh thoảng có lỗ hổng cũng rất bình thường. Thống lĩnh, chúng ta vẫn là mau chóng xuất phát tới sơn mạch Hoàng Tuyền thôi. Làm gì sao có thể sơ ý như vậy? Nếu để Hạo Thiên Thế Gia chạy thoát thì quyết thần ảnh khó tránh bị trừng phạt. Thống lĩnh đại nhân nói đúng. Cuối thông đạo không gian tới rồi, từ từ mà hưởng thụ đi. Tình khốn, rốt cuộc là ai đang ám toán chúng ta vậy? Sao đột nhiên lại dừng lại rồi? Có điều kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào vậy? Nói không ra được, nhưng ta cứ có một loại cảm giác không tốt. Người có phải quá căng thẳng không? Lâu như vậy cũng không thấy chi binh, chúng ta quá nửa đã cắt đuôi được bọn họ rồi. 3 canh giờ nữa thì có thể tới sơn mạch Hoàng Tuyền. Xuyên qua sơn mạch Hoàng Tuyền chính là phàm nhân giới. Tới lúc đó, Hạo Thiên Thế Gia ta coi như đã vượt qua kiếp nạn đây. Không, ta chưa từng có loại cảm giác bất an như này. Đằng trước nhất định là một đường cục. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi. Đại quân của thị quyết điện có thể đuổi tới bất lúc nào nha. Để cho an toàn, vẫn là phái một người đi thăm dò đường trước đi. Không sai. Vậy thì để ta đi. Khoan đã, Trường Dạ, không thể đi tiếp nữa. Hiện nay sơn mạch Hoàng Tiền đã bị người khác bố trí thiên la địa võng rồi. Cái gì? Quả nhiên là vậy. Trường Dạ, đệ đã tới sơn mạch Hoàng Tiền rồi sao? Chưa. Nhưng khi ta tới thì nhìn thấy đại quân của phân điện thứ 9 của thị quyết điện đang từ 4 phương 8 hướng đuổi tới. Bọn họ sử dụng truyền tống trận, tính toán thời gian, thiết nghĩ lúc này đã ôm cây đợi thỏ ở sơn mạch Hoàng Tiền rồi. Xem ra Hạo Thiên Thế Gia đã định sẵn sẽ bị tiêu diệt tại đây. Không, chúng ta vẫn chưa thua. Nơi này là Hoàng Tuyền cổ thành, cách chúng ta 300 dặm. Tuy diện tích không lớn nhưng cũng có truyền tống trận. Chúng ta có thể thông qua Hoàng Tuyền cổ thành truyền tống tới Chân Long cổ thành, rồi từ Chân Long cổ thành truyền tống tới Nam Dương cổ thành. Sau đó từ Nam Dương cổ thành xuyên qua sơn mạch Hành Thiên, giống như dòng qua phàm nhân giới. Điều quan trọng nhất là chúng ta có thể chạy thoát khỏi sự dây bắt ngăn cản của thể quyết điện. Chúng ta nhiều người như vậy, truyền tống trận của Hoàng Tuyền cổ thành có chống đỡ được không? Vậy thì chia ra truyền tống. Nói thì như vậy, nhưng nếu thị quyết điện biết hành tung của chúng ta, sao có thể cho chúng ta cơ hội chạy thoát chứ? Ở Hoàng Tuyền cổ thành, Chân Long cổ thành và Nam Dương cổ thành sợ rằng đều có trọng binh của thị quyết điện canh giữ. Bọn họ nhận định là chúng ta sẽ đi qua từ sơn mạch Hoàng Tuyền, nhất định sẽ tập trung phần lớn lực lượng ở sơn mạch Hoàng Tuyền. Hơn nữa, nhất khí hóa tam thanh đạo thân của ta đã khống chế được Hoàng Tuyền cổ thành. Tiên hỏa đạo thân đã khống chế Chân Long cổ thành, Thiên Lôi đạo thân đã đang tới Nam Dương cổ thành. Nếu đã như vậy, chúng ta lập tức hành động đi. Sơn mạch Hoàng Tuyền, tất cả chuẩn bị xong hết chưa? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây.
Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.